Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại với con 68 game bài nhá. Và hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh em về một phương pháp chơi cũng như là cách chơi trong những con 68 game bài này làm sao cho nó hiệu quả nhất anh em nhá. Đấy thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh chia sẻ cho anh em một công thức bắt cầu ở trong cái con tài xỉu 50 giây này. Thì anh em xem là mình sẽ cần phải sử dụng đến máy tính nha anh em nhá. Đấy. Thì anh em sẽ lấy hai cái con xúc xắc bên dưới này. Ui nhầm, vào nhầm 1k rồi, kệ nó đi. Thì anh em sẽ lấy hai con xúc xắc bên dưới này là con 1 và con 2 này cộng lại với nhau, sau đó chúng ta sẽ nhân với con xúc xắc ở bên trên tức là con 5 này này. Sau đó chúng ta chia cho 30, được chưa? Được kết quả là số thập phân và kết quả như nào thì mình sẽ chỉ cho anh em tiếp. Đây ok. Thì bây giờ anh em sẽ nhìn thấy là hai số cuối. À xin lỗi, hai con xúc xắc ở bên dưới đó là 3 và 6 đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ lấy hai con xúc xắc này cộng với nhau, sau đó nhân với con xúc xắc ở bên trên này là con số 3 này. Đây, thì mình sẽ lấy là 3 cộng 6 nhân với 3. Sau đó chia cho 30. Thì chúng ta sẽ được số thập phân là 0,9. Thì nhiều lúc nó sẽ ra 0,333, 0,433 gì đấy. Thì em không cần quan tâm nhá. Anh em chỉ quan tâm số đầu tiên trước dấu phẩy và số đầu tiên sau dấu phẩy này, được chưa? Đấy thì em sẽ lấy hai con số này cộng lại với nhau. Nếu như nó là số chẵn thì anh em sẽ đánh bên xỉu, có số lẻ thì anh em sẽ đánh bên tài. Ví dụ ở đây là 0 cộng 9 thì bằng 9, 9 thì nó là số lẻ rồi. Số lẻ thì tay này anh em sẽ đánh bên tài cho mình. Bây giờ số lẻ thì tay này anh em sẽ đánh bên tài cho mình. Hoàn toàn là công thức này nó sẽ xác suất nó chính xác nó lên đến 8-90% nha anh em nhá. 8-90% tỷ lệ chính xác nha. Đây tiếp tục này. Tiếp tục thì là chúng ta sẽ lấy hai con xúc xắc ở dưới là con 6 và con 2 này cộng lại với nhau, nhân với con xúc xắc ở trên này và chia cho 30. 6 cộng 2 này nhân 3 này chia 30 này sẽ bằng 0,8 đúng không ạ? 0,8 thì anh em sẽ lấy số 0 cộng với số 8 nhá. Anh em chỉ nhớ cho mình là số đầu tiên trước dấu phẩy là số 0 này và số đầu tiên sau dấu phẩy là số 8 này. 0 cộng 8 thì sẽ bằng 8. 8 thì nó là số chẵn rồi. Số chẵn thì tại đây anh em sẽ đánh bên xỉu tiếp cho mình. Đấy. Tại này anh em sẽ đánh bên xỉu tiếp cho mình. Đánh gấp thép đi anh em. Nếu mà có gãy thì tay này mình gãy 5M thôi. Mình gãy tay này mình gãy 5M thôi. Tay sau mình gỡ lại 5M sau cũng được. Không vội gấp thép. Ok này, tiếp tục nha. Bây giờ thì hai con xúc xắc bên dưới nó là 4 và 1 rồi. Sau đó là mình sẽ nhân với con xúc xắc ở trên cộng lại, nhân với con xúc xắc ở trên là 1. Thì 4 cộng 1 sẽ bằng 5, nhân với 1 thì là bằng 5 rồi. Chia 30 sẽ bằng 0,16 này. Đây, ở cái trường hợp này anh em chú ý nhá, là chúng ta chỉ lấy số 0 và số 1 thôi, tức là số đầu tiên trước dấu phẩy và số đầu tiên sau dấu phẩy này. Được chưa? Là 0 cộng 1 thì sẽ bằng 1. 1 thì nó là số lẻ rồi. Số lẻ thì tay này anh em sẽ đánh bên tài cho mình. Được chưa? Số lẻ thì tay này anh em sẽ đánh bên tài cho mình. Đấy, tay này đánh nhỏ xuống thôi. Đánh hai tay to rồi thì tay sau mình sẽ đánh nhỏ xuống vừa phải. Không nên là tay nào anh em đánh to nhá. Quan trọng nhất là cái phương pháp đánh của anh em, đánh phương pháp đi tiền của anh em ấy. Mình đánh làm sao cho nó là gì? Những cái tay thắng mình có thể bù lại được những cái tay mình gãy là nó sẽ hợp lý nhất, anh em hiểu không ạ? Rồi, ok, vẫn là tài nha. Vẫn là tài. Thì bây giờ hai cái con xúc xắc bên dưới là 6 này và 3 này, thì 6 cộng 3 sẽ bằng 9 này, nhân với 4 thì sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Là 20. À xin lỗi nhầm. Chưa nhân mà đã tính là 9 4 36 anh em ạ. Nhầm nhá. 6 cộng 3 thì sẽ bằng là 9 này, nhân 4 thì là sẽ bằng 36 này. Chia cho 30 sẽ bằng 1,2. 1,2 thì anh em sẽ lấy số đầu tiên trước dấu phẩy là số 1 và số đầu tiên sau dấu phẩy là số 2 cộng lại với nhau. Thì 1 cộng 2 thì sẽ bằng 3. 3 thì tay này anh em sẽ đánh tiếp bên tài cho mình. Được chưa? 3 thì tay này anh em đánh tiếp bên tài cho mình nha. 3 thì đánh tiếp tay đánh tiếp bên tài cho mình. Đấy, ok chưa? 80M, tay này mà win nữa là lên 100M rồi anh em ơi. Rồi, chính xác. Tiếp tục nha. Bây giờ thì hai con xúc xắc bên dưới nó là 2 này và 4 thì sẽ lấy 2 cộng 4 nhân với 5 sẽ bằng 30. Mình tính nhầm là nó cũng ra rồi. Sau đó mình sẽ chia cho 30 và sẽ bằng 1. Cái 1 này là trường hợp đặc biệt nhé anh em nhé. Trường hợp đặc biệt thì nó sẽ ra 1 và ra 2 luôn. Thì 1 ra 1 và ra 2 thì anh em sẽ đánh 1 thì anh em sẽ đánh bên tài. Đó là 1 là số lẻ thì anh em sẽ đánh bên tài luôn cho mình. Anh em hiểu không? Đấy, 1 thì anh em sẽ đánh bên tài cho mình. 1 thì anh em sẽ đánh bên tài cho mình.
Thì cái công thức này ấy, thì nó không phải là một công thức bất bại đâu. Sẽ có những tay là anh em sẽ bị gãy, anh hiểu không? Sẽ có những tay anh em sẽ gãy. Không phải là tay nào anh em cũng thắng được đâu nha. Đấy, sẽ có những tay là anh em sẽ gãy. Nhiều lúc là anh em có thể gãy hai tay thông đấy. Nhiều lúc là anh em hoàn toàn anh em có thể gãy hai tay thông liên tiếp luôn. Ok, vừa nói xong, vừa dứt khỏi mồm luôn anh em ạ. Biết thế không nói. Nói xong lại gãy thân luôn anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ lấy là 4 này cộng với 1 nhân 2 này. Đấy, sẽ bằng 10 đúng không ạ? 10 thì mình sẽ chia cho 30 thôi. Đấy, cứ theo công thức này. Và chúng ta được 0,3333. Thì anh em sẽ lấy số 0 này. Số đầu tiên trước dấu phẩy là số 0 này. Và số đầu tiên sau dấu phẩy là số 3 này. Thì lấy 0 cộng 3 thì sẽ bằng 3. 3 thì nó là số gì ạ? Số lẻ đúng không ạ? Số lẻ thì tay này mình sẽ đánh bên tài tiếp. Đấy. Anh em thấy không? Hầu như về cuối khi mà mình bắt đầu có lãi, mình đánh hầu như cảm giác nó nhẹ hẳn đi. Tầm này cứ đánh đều tay là ok rồi. Đúng không ạ? Tầm này đánh đều tay là ok rồi. Mình để ý nha, cứ mình đánh xong cái ông thần dự đoán thì ông mới vào này. Cứ soi đi. Ok này, lại lên 100m này anh em ạ. Đó. Tiếp nha, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy là 2 cộng 3 nhân 6 này. Lại bằng 1 rồi, lại ra trường hợp đặc biệt rồi. Bằng 1, 1 tên này anh em đánh tiếp tục đánh tài nhá. 1 là số lẻ mà anh em. Đấy. Trời. Thật sự với anh em tầm này vừa muốn đánh vừa muốn nghỉ anh em ạ. Thật sự với anh em tầm này vừa muốn đánh vừa muốn nghỉ rồi. Anh em biết vì sao không? Tại vì đợt này lãi rồi, lãi được ít nhất là 20m rồi thì cũng không có tham nữa anh em ạ. Này lãi được 20m thì không tham. Anh em thấy mình đánh dưới bốn không? Tầm này thì thắng được bao nhiêu, thắng được thêm tay, thắng được thêm mấy cái tay thông ấy thì mình hoàn toàn là mình có thể là ít vốn lên thêm. Đó, đấy, mình hoàn toàn có thể ít vốn lên thêm, không thắng được thì mình vẫn giữ giữ vốn của mình, giữ lãi của mình thôi. Đấy là cái tâm lý, một cái sự khôn ngoan trong quá trình mình đánh là mình nên giữ vốn một cách cẩn thận. Anh hiểu không ạ? Đấy, nên giữ vốn một cách cẩn thận. Được chưa? Ok, thì có lẽ là clip này thì mình sẽ review đến đây với cái công thức này thôi anh em nhé. Thật sự với anh em cũng không muốn dừng ngay thời điểm này đâu, nhưng mà mình sẽ không tham. Từ 80 mê thì bây giờ lên được 106 mê rồi, thì mình có lẽ là mình sẽ nên dừng lại thôi. Như vậy là quá là đủ cho ngày hôm nay rồi. Ok, thì mình sẽ dừng clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo của mình.